Xin chào toàn thể mọi người. Hôm nay Vũ Anh về được một số chiếc đồng hồ rất là đẹp. Những chiếc đồng hồ tuyển chọn có giá trị sưu tầm rất là cao. Những chiếc vừa đáp về tận Việt Nam. Và những cái chiếc này thì thực sự là tình trạng là rất là tuyệt vời. Có những chiếc là nót và rất là nhiều chiếc là chưa qua sử dụng. Và những chiếc này thì thực sự là nó dành cho những cái bác mà sưu tầm. Và có những cái chiếc mà chắc là các bác sẽ chưa bao giờ nhìn thấy ở trên thị trường, hoặc là kể cả những cái bác là chúng ta chơi lâu rồi, những cái chiếc đồng hồ mà có thể là mọi người đã tìm kiếm rất là lâu. Hôm nay có những cái chiếc đồng hồ từ cái bộ máy cơ cót automatic, rồi là những cái chiếc đồng hồ nó nguyên sổ hộp và những cái chiếc đồng hồ chuông reo. Thì ví dụ đầu tiên thì tôi sẽ giới thiệu đến mọi người một chiếc đồng hồ chuông reo. Chiếc đồng hồ này thì đa số những cái mẫu đồng hồ của Liên Xô, những chiếc đồng hồ chuông reo thì nó đều là Polyjet, trừ những cái chiếc đặc biệt mọi người nhé. Còn lại thì 99,99% là đều đến từ thương hiệu Polyjet, và đây là một cái chiếc đồng hồ Polyjet. Nhưng mà chiếc này thì chắc là mọi người sẽ chưa thấy bao giờ, một chiếc đồng hồ Polyjet mang cái hình ảnh của tòa nhà Duma quốc gia của Nga. Chiếc này thì còn nguyên sổ hộp, chưa qua sử dụng mới tin tướng rồi mọi người nhé. Nó được sản xuất vào năm 97 này. Và nó nguyên sổ hộp của nó đây, chưa qua sử dụng mọi người nhé, đang còn mới tin ở trong hộp này. Cái giấy này cũng nó cũng giấy của nó luôn đây. Và đây đây cái chiếc đồng hồ chuông reo thì nó có đặc điểm là nó có hai núm các bạn nhé. Một núm dưới này là lên dây để đồng hồ hoạt động này, núm này thì nó lên dây để chuông reo của đồng hồ. Bây giờ vừa anh sẽ thử cho mọi người xem nhé. Đây, cái kim kim mũi tên này này là kim kim hẹn giờ này. Đây, chúng ta cực kỳ là độc đáo khi mà sử dụng những cái chiếc đồng hồ mà chuông reo này. Cực kỳ là độc đáo luôn phải mọi người. Đây, chúng ta cũng có thể xem qua cái tình trạng của chiếc đồng hồ này, chúng ta xem mặt sau này, Polyjet này. Nói chung là chưa có dấu hiệu của sự sử dụng luôn, không mới tính luôn này. Những chiếc như thế này thì gọi là cực kỳ hiếm mọi người nhé. Cái này không phải là cái vết đâu mọi người nhé, cái này là cái phía sau của cái nút để mà đỏ đánh chuông đó, ở phía trong. Mọi người xem cái vỏ này, vỏ bọc vàng của nó mới tinh tươm luôn. Mấy chiếc này cũng tầm U40 đấy, hoạt động bình thường. Chức năng chuông reo thì như ve kêu luôn mọi người nhé. Chiếc này thì size 37 37 38 này. Đối với cái tay của anh là tay 16,5 này, chúng ta xem này, lên tay thì cực kỳ là vintage tuyệt vời luôn. Mặt của nó màu xanh này. Những chiếc đồng hồ của Vũ Anh sưu tầm thì đa số là dành cho các bác sưu tầm mà gần như là ít đeo, tại vì là nó quá đẹp. Những chiếc này thì chúng ta lâu chúng ta đeo một lần thôi, cho nên đeo nó rất là phí. Và chiếc này thì Vũ Anh giao lưu mọi người với giá là 3.200.000 đồng mọi người nhé, 3.200.000 đồng với một chiếc đồng hồ nó đỉnh cao như thế này, với cái giá như vậy là quá rẻ. Và Vũ Anh cũng nói rõ luôn với mọi người đó là Vũ Anh chỉ giao lưu những chiếc đồng hồ nguyên zin mọi người nhé. Như mọi người biết là Vũ Anh thì học ở Nga, nghiên cứu và đưa đồng hồ về đến tận tay của mọi người. Tất cả đồng hồ của Vũ Anh thì đều là nguyên zin nguyên bản hết. Còn mà những cái loại đồng hồ làm lại cái này khác thì Vũ Anh không giao lưu mọi người nhé. Ví dụ như đồng hồ 12 tứ thể, rồi là những cái loại đồng hồ thuyền buồm là Vũ Anh không giao lưu. Rồi mọi người có thể thích thì chúng ta có thể là và sưu tầm ở trên thị trường để chơi cho nó vui. Còn Vũ Anh không giao lưu những cái loại đồng hồ mà làm lại như vậy mọi người nhé. Đây, chiếc đồng hồ thứ hai mà Vũ Anh giới thiệu đến mọi người là một chiếc đồng hồ Pavida này. Đây, bên cạnh luôn này, cũng màu xanh này. Chiếc này là cũng chưa qua sử dụng luôn mọi người nhé, chưa qua sử dụng luôn. Vỏ chrome trắng này, niềng của nó niềng băm này. Chiếc này nó cũng được sản xuất vào cái giai đoạn những năm 90, 91, 92 á, nó cái khoảng đó. Và rất là may mắn là Vũ Anh được sở hữu một số chiếc.
nó chiếc này thì đúng là rất là hiếm mọi người nhé. Nó còn nguyên sổ hộp của nó này, hộp này, hộp Barbeda này, nó viết bằng tiếng Nga các bác nhé. Sổ của nó này, tạc này. Chiếc đồng hồ này thì buổi sẽ tặng kèm mọi người một chiếc dây da handmade thủ công để chúng ta có thể đeo phù hợp với chiếc đồng hồ này luôn. Đây, chiếc này thì size 34 các bác nhé. Cọc số của nó màu vàng cực kỳ là sáng luôn. Nó chưa qua sử dụng các bạn nhé. Hoạt động bình thường, kim rộn này. Barbeda này thì sử dụng cái bộ máy là 15 chân kính. Và xem mặt em nó này, đẹp tinh tươm luôn. Vừa anh sẽ trang bị dây để các bạn lấy nhé. Chiếc này thì vừa anh giao lưu mọi người với giá là 1 triệu 900 ngàn đồng các bạn nhé. Tăng thêm dây da này, dây da handmade, dây xịn đấy. Và chiếc đồng hồ số 3 mà vừa anh vừa giới thiệu với mọi người là một chiếc Polyjet 29 chân kính, nguyên sổ hộp này, nguyên sổ hộp luôn. Đó. Sổ của em nó đây. Đây, chiếc đồng hồ này thì còn nguyên tạc. Đây, chúng ta xem này. Những chiếc hộp Polyjet 29 chân kính thì ở trên thị trường thì nó làm fake lại rất là nhiều các bác nhé. Đồng hồ của anh thì nó luôn là nguyên zin nguyên bản mặt này, vàng mở ra nguyên zin. Chiếc này thì nó được sản xuất từ những năm 60 70 các bác nhé. Vỏ con này thì bọc vàng tiền AU20. Đây chúng ta xem này. Đây, tiền AU20. Đây chúng ta xem cái nước vàng của em nó này. Chuẩn chỉ luôn. Đây là của anh chưa đánh bóng, chưa làm gì lại cả mọi người nhé. Mới tin tưởng luôn. Và tất nhiên chiếc đồng hồ này thì của anh cũng sẽ tặng mọi người một sợi dây da handmade. Đây, size của chiếc đồng hồ này là 35 mọi người nhé. Automatic. Xem mặt số em nói là các cái cọc số với cái dòng chữ Polyjet ở vị trí 12 giờ. Đây. Cái chiếc đồng hồ này thì automatic và kết hợp với lên dây bằng tay. Với cái dòng chữ ở góc 6 giờ là Made in USR, tức là phiên bản xuất khẩu đó. Kim máy treo. Nguyên zin nguyên bản mọi người nhé. Chiếc này giờ vụ anh giao lưu với mọi người với giá là 9 triệu 2. 9 triệu 2 mọi người nhé. Những chiếc này ở trên thị trường thì nó tuyệt tuyệt chủng rồi. Tiếp theo vụ anh giới thiệu đến mọi người một chiếc đồng hồ mà chiếc này thì chắc là mọi người là rất ít bạn mà chúng ta thấy rồi này. Đây. Đây. Chiếc này thì gần như là chỉ nằm trên sách đỏ thôi. Còn nó không thể có được trên thị trường nữa, kể cả ở nước ngoài các bạn nhé. Đây, chiếc này đây, nó sản xuất vào năm 1962. Thì chiếc đồng hồ này thì nó sản xuất trước khi mà cái dòng nhà máy Polyjet nó ra đời và đặt tên là chuyển sang là nhà máy Polyjet đấy. Cái này thì đọc rất là khó, đọc khó rồi mà cái chữ nó chữ theo kiểu nghệ thuật nữa. Stalin mọi người nhé, Stalin chiếc đồng hồ này thì nó vô cùng là hiếm. Đây này, nó được sản xuất bởi nhà máy đồng hồ đầu tiên mang tên là Kirov, tức là tiền thân của nhà máy Polyjet. Nó là cực kỳ hiếm và hiếm luôn. Bộ vỏ em nó thì cũng là bọc vàng tiền AU20. Chúng ta nhìn cái đụng của em nó này, còn rất rất ít được sử dụng luôn. Quá đỉnh luôn rồi nhé. Nên cho bác các bác sưu tâm á, thật là như chiếc này thì ở Việt Nam thì của anh nghĩ chắc là thuộc dạng hàng có 102 luôn, mà đẹp mà đỉnh như thế này thì chắc là vô cùng hiếm, không có đâu mọi người nhé. Có may lắm á, những bác mà chơi xấu á thì có được những cái chiếc đồng hồ Stolichnoi này mà đều là dòng vỏ trắng á, còn những cái chiếc như thế này nó vô cùng hiếm, nó là hiếm độc luôn. Những cái chiếc này thì bác nào mà chơi chơi đồng hồ Liên Xô mà sâu thì rất là nên sở hữu chiếc đồng hồ này.
và tất nhiên giá nó thì cũng không rẻ đâu, tại vì nó rất là đắt, rất là hiếm. Cái này thì buổi anh giao lưu với mọi người với giá là 12 triệu 500 ngàn đồng, 12 triệu 500 ngàn đồng mọi người nhé, không có không tồn tại nữa đâu, nằm trong sách đỏ rồi. Chiếc đồng hồ số đây là số 4 rồi mọi người nhé, chiếc đồng hồ số 5 này, mọi người giới thiệu là mọi người một chiếc đồng hồ Pondsort dạng bát Úc. Chiếc này thì chiếc này cũng vô cùng hiếm. Nói chung là vụ anh thì có một đặc điểm là chỉ thường là sưu tầm những cái chiếc đồng hồ hiếm cực độc về để giao lưu với mọi người. Chiếc này thì sở hữu bộ máy 17 chân kính, 17 chân kính thì lại không hiếm, nhưng mà chiếc đồng hồ này thì lại vô cùng hiếm. Nó là thuộc dạng đời đầu của Pondsort đó. Chúng ta xem này, cái mặt này, mặt tràng men này. Này, nhìn cái nụm này là biết là chưa quá sử dụng luôn rồi. Nhìn này. Nó là dạng dạng thiết kế bát Úc, nhưng mà size của nó là size 35. Chiếc này thì nó đẹp kinh điển. Đẹp kinh điển luôn nhé. Nó cũng trên AU 20. Chắc chắn là như vậy đây. Đây của anh chị và mọi người này, nó trên đâu nhỉ? Chiếc này thì nó tiền rất là nhỏ mọi người nhé, chúng ta sẽ có thể xem này. Nó tiền rất là nhỏ. Đây này, đây, AU20 các bạn. Hiểm hiểm độc lắm. Tất cả những người chiếc nó nguyên hộp thì vô anh đều tặng giấy kèm cho mọi người. Nó cũng là nguyên sổ hộp của nó này. Chiếc này là nó cũng đời đầu mọi người nhé, đời đầu của Pondsort này. Năm 66. Vì sao là chúng ta là biết, tại vì là nhà máy Pondsort được đặt tên là chuyển sang từ nhà máy đồng hồ đầu tiên sang nhà máy Pondsort là năm 1964, ngày nhân dịp kỷ niệm Garin, tức là ngày 12 tháng 4 năm 1964 thì Garin bay vào vũ trụ á, thì sau đó thì là người ta lấy cái tên là chuyển tên thành nhà máy Pondsort rồi nhé. Garin thì bay vào vũ trụ năm 1961, nhưng mà đến năm 64 thì nhà máy Pondsort nó mới chuyển tên từ nhà máy đồng hồ đầu tiên. Và đây một chiếc đồng hồ này cũng siêu hiếm mọi người, siêu hiếm và siêu đẹp. Chiếc này thì của anh giao lưu với mọi người với giá là 11 triệu. Nó hiếm lắm mọi người nhé. Thực tế là của anh cũng rất là muốn để sưu tầm. Tiếp theo là của anh giới thiệu một người một chiếc đồng hồ tiếp theo nào. Mặt quốc huy của Nga, hình đại bàng hai đầu, Pabeda. Pabeda là chiến thắng đấy, kim rốn 15 chân kính, cọc số là đính đá này. Vỏ mạc chrome. Chiếc này cũng chưa quá sử dụng, còn nguyên hộp của nó mọi người nhé, sổ này. Mà của anh định cái dây dây handmade vào cho mọi người luôn. Này chúng ta thử xem này. Chiếc này thì size 34, lên tay 16,5 của anh này. Cực kỳ là đẹp luôn. Với giá lưu mọi người với giá là 1 triệu 700 ngàn đồng là tặng kèm cái dây handmade này mọi người nhé. Dây handmade, dây máy thủ công cực kỳ là đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn mọi người nhé. Hàng này chưa có sử dụng. Tiếp theo là vụ anh giới thiệu đến mọi người một chiếc Zarya mặt lửa. Zarya mặt lửa này. Chúng ta xem là chiếc này thì nó rất là sắc cạnh. Rất là sắc cạnh mọi người nhé. Đây nhìn này. Nó bọc vàng tiền này. Nó tiền gì là vụ anh xin nhìn bên ngoài thế nào. AU10 mọi người nhé. Chúng ta xem này. Hầu như chiếc này cũng chưa qua sử dụng luôn. Này, nó còn mới tin luôn. Kén luôn. Chiếc này cũng được sản xuất vào những năm 70-80 đấy. Zarya máy 17 chân kính cơ lên dây Zarya này, mặt đỏ huyệt hoặc huyệt rồng này. Chiếc này thì size to, nó tầm phải size về 39. Cái dây này cũng là dây dây nhà máy của Nga vừa anh lắp cho mọi người đấy, tại vì cái dây này là nó dây size 20 đây. Xem này, lên tay của anh rất là đẹp. Thường thì những cái chiếc đỏ này thì nó rất là được mọi người yêu thích và sưu tầm. Chiếc này thì của anh giao lưu với mọi người với giá là 2 triệu 500 ngàn đồng. Đấy nhá.
2.500.000 đồng, giá cực kỳ là rẻ lắm. Với một chiếc đồng hồ mọi người xem này, rồi đây là con đực tay này, tức là nó rất là bén, nó gần như là chưa qua sử dụng, nó đang còn bén, đang còn mới lắm. À, chiếc đồng hồ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 này. Chiếc số 8 là một chiếc đồng hồ Rakita lịch vạn niên này, size 40 mọi người nhé. Những cái chiếc vạn niên tôi rất là thích, đó là nó rất là to này. Chiếc đồng hồ vạn niên với dòng chữ là Seasonal Varasi Rakita, viết cách điệu này, lịch của nó là lịch Nhật này, 26 nha, Nhật này. Đấy, nó có lịch này là lịch lịch thứ và lịch ngày. Còn ô này thì là lịch vạn niên. Mình viết trong từng ngã cả mọi người nhé. Vào Chrome. Hầu như là cũng chưa qua sử dụng luôn. Nhìn nó còn kén. Cái này thì chắc là nó bị bẩn của nó, thời gian của anh cũng chưa lau chùi kỹ đâu. Hàng về thì của anh cũng giới thiệu đến mọi người luôn. Chiếc này thì vừa anh giao lưu với mọi người với giá là 2 triệu mọi người nhé. Dây này cũng dây này là ở bên Nga người ta lắp sẵn này, của anh để nguyên cho mọi người. Dây Nga đây, dây bên Nga này lắp sẵn, của anh để nguyên về cho mọi người. Này, lên tay 16,5 của anh này. Cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Và tiếp theo là hai chiếc đồng hồ của nhà máy Punjot để mới mà ra đời để cái sản phẩm dành riêng cho Việt Nam. Đồng hồ quốc huy, và chúng ta các bạn sẽ biết về cái đồng hồ quốc huy rồi, nhưng mà phiên bản này là phiên bản đặc hiệu nhất, đặc biệt nhất của đồng hồ quốc huy. Chúng ta thấy quốc huy này, thay vì quốc huy của Nga thì bây giờ là thay ngay cái vị trí quốc huy này là vị trí quốc huy của Việt Nam này, cực kỳ là sắc nét và đẹp, nó làm 3D mọi người nhé. Đấy. Mình xem này, phiên bản này giới hạn chỉ có 100 cái thôi mọi người nhé, chỉ có 100 cái thôi. Đỉnh đá này, máy automatic này, mặt sau này, chúng ta xem này, con này là số 85 này, xếp 100, và anh cũng được về được một chiếc thôi. Này, Hoàng Sa và Trường Sa đầy đủ, bản đồ Việt Nam, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này, máy automatic. Con này thì vỏ vàng hồng, size 42, trọng lượng 5 cm, có cái ô hở tím ở góc bên dưới, đầy đủ số hộp mới 100%. Và chiếc này thì vừa anh bảo hành cho mọi người là 3 năm mọi người nhé, bảo hành nhà máy 3 năm. Giá giao lưu mọi người là 9 triệu 900 ngàn đồng mọi người nhé. Chiếc này nhà máy ra ra thì phải nó phải giá tầm 15 đến 17 triệu. Vừa anh kiếm được một chiếc duy nhất với giá cực kỳ tốt, mới nguyên 100%, đầy đủ số hộp bảo hành đầy đủ cho mọi người, giá 9 triệu 900 ngàn đồng mọi người nhé. Vừa anh có một chiếc duy nhất thôi, nếu bạn nào lấy thì chúng ta sẽ có số là 85 xuyệt 100 này. Đấy. Đây, chiếc số 2 thì bố anh về được một màu một chiếc thôi. Một màu một chiếc duy nhất. Chiếc này thì mặt cà phê, và các bạn rất là thích mặt cà phê này này. Và cái bộ máy của bên trong của em nó là bộ máy mạ vàng này, automatic, chúng ta xem này. Và cái nét đẹp đặc trưng của chiếc đồng hồ này vẫn là ở góc 12 giờ quốc huy của Việt Nam. Cực kỳ là sắc nét và đẹp luôn. Vỏ của em này thì cũng là làm niềng mạnh mẽ nam tính, size 42, đính đá ở đúng của em nó. Mặt sau chúng ta có thể thấy được cái bộ máy automatic ở bên trong là nó mà vàng. Chiếc này thì có số là 95 triệu 100, và chiếc này thì mà vàng vàng tươi mọi người nhé. Hai chiếc nó khác nhau như vậy, cực kỳ là đẹp luôn. Size của chiếc này là cũng là size 42 này, bộ máy automatic nguyên bản nguyên si của nó này. Là mọi người có thể tham khảo thêm các cái mẫu đồng hồ của Nga và Liên Xô và các sản phẩm ở website vuanhwatch.com mọi người nhé. Vuanhwatch.com ở đó thì vua anh đã tạo ra cái hệ thống lọc cũng như là đưa lên rất là nhiều các cái sản phẩm mà chúng ta có thể là tham khảo rất là dễ dàng, có giá công khai tất cả mọi thứ. Vua anh lúc nào cũng về công khai giá, công khai các cái chỉ số thông tin rõ ràng để tránh mất mất thời gian của mọi người khi xem. Đây, mọi người xem này, rất là đẹp, size 42 lên tay 16,5 của vụ anh mọi người nhé. Đấy, đầy đủ số hộp bảo hành 3 năm chính hãng mọi người nhé. Đấy, thì vụ anh rất là cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương và quan tâm đến vụ anh. Thì cái kênh chính của vụ anh á, thì nó bị mất rồi,
nó bị mất nên lâu nay vụ anh không đăng clip là tại vì vậy, nó mất cái kênh chính đấy rồi. Và nếu như mọi người vẫn tiếp tục yêu thương và ủng hộ vụ anh thì xin mọi người hãy đăng ký lại, mọi người nhá, đăng ký lại giúp vụ anh với, đăng ký lại cái kênh để vụ anh phát triển lại kênh cũng như làm rất là nhiều các cái clip lấy hàng về để giao lưu với mọi người. Và nếu như mọi người đã đăng ký rồi thì hãy để một like để ủng hộ vụ anh cũng như những người yêu đồng hồ Nga và Liên Xô. Rất là cảm ơn toàn thể mọi người đã luôn yêu thương, và tạm biệt, chúc sức khỏe toàn thể mọi người nhé.